Ok, rồi sao nữa? Bây giờ Suri. Nước lau sàn nhà hả? Dạ. Nước lau sàn nhà hiểu gì? Sunlight. Ok.
Thôi được rồi, Suri hồi nãy Suri ra phía ngoài rồi đúng không? Suri đẩy cửa ra ngoài đi. À, lau ngạch cửa hả? Đàng hoàng đi, Suri vừa lao vừa chơi vậy. Con coi coi. Con sẽ về ra tập thể dục. Em quên.
chán vừa lao vừa tập thể dục rồi sao? Ừ. Gì đó. Lao đi, vừa lao vừa tập thể dục đi. I'm getting mighty tired of your trifling ways. Đâu để mà xem and có Suri listening để to ngày that chưa chưa jackass hay là brain. Ủa Suri xong chưa? Dạ rồi. Rồi.